Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Trước tiên chúng tôi xin được chúc quý vị có một ngày mới khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Bao giờ thôi treo hai dự án y tế trọng điểm? Thưa quý vị, không chỉ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm vẫn còn nằm trên giấy, chậm tiến độ, hiện vẫn còn có một số dự án bệnh viện trọng điểm khác tại Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình cảnh tương tự. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tuyến cuối chăm sóc sức khỏe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Ngoài ra, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới còn làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế khoa học về bệnh truyền nhiễm. Nhưng dự án xây mới khoa khám bệnh của Bệnh viện nhiệt đới 15 năm nay vẫn chưa thể khởi công vì vướng quy hoạch đường xá và công viên cây xanh. Hàng ngàn bệnh nhân vẫn phải chen chúc trong các khu khám bệnh cũ, xuống cấp trầm trọng. Theo hồ sơ, ngày 15 tháng 8 năm 2007, Ủy ban Nhân dân quận 5 có quyết định 12/2007, trong đó có nội dung quy hoạch khu đất Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bao gồm cả Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Tâm thần. Theo đó, đất dành cho y tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chỉ còn 11.867m2, 4.896m2 đất dự phóng, đường cao đạt và 31.822m2 đất dành cho cây xanh và dành cho thể dục thể thao. Tuy nhiên, trong khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có di tích lịch sử quốc gia, khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, nơi nhà cách mạng Trần Phú hy sinh vào ngày 6 tháng 9 năm 1931, mà muốn xây thì phải xin phép các cơ quan quản lý ngành văn hóa. Sau nhiều lần Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cầu cứu và được tháo gỡ từng bước dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình, đã qua đời vì tai nạn giao thông trên đường đi công tác ngày 29 tháng 3, về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường, phường 1, 3, 4 của quận 5 có liên quan đến khu đất Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, di tích lịch sử quốc gia, khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, các sở ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã họp bàn. Tại cuộc họp này, Sở Giao thông Vận tải vẫn giữ quan điểm như trước đó. Cụ thể, riêng đường cao đạt dự phóng, đoạn từ Lê Hồng Phong đến Huỳnh Mẫn Đạt đề nghị giữ theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt là cần thiết nhằm đảm bảo việc tổ chức giao thông thuận lợi cho khu vực. Do đó, để có thể điều chỉnh quy hoạch không mở tuyến đường dự phóng cao đạt, Sở Giao thông Vận tải đề nghị quận 5 lập đồ án điều chỉnh quy hoạch, nêu rõ nguyên nhân, cơ sở pháp lý nội dung điều chỉnh, bảng tổng hợp so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch trước và sau khi điều chỉnh, đánh giá chỉ tiêu đạt và chưa đạt so với quy định. Trường hợp đồ án quy hoạch có thay đổi các chỉ tiêu về lĩnh vực giao thông, điều chỉnh, giảm lộ giới, thay đổi hướng tuyến, tăng quy mô dân số, thì phải có đánh giá tổng thể, năng lực thông hành, mức độ đáp ứng của hạ tầng giao thông để làm cơ sở xem xét. Trong khi đó, ý kiến Ủy ban Nhân dân, quận 5, Sở Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là vẫn giữ và ưu tiên đất cho y tế, bỏ quy hoạch đất công viên cây xanh, bỏ quy hoạch đường cao đạt dự phóng ngang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Vì nếu quy hoạch đường cao đạt cắt ngang bệnh viện sẽ gây ô nhiễm, nguy cơ người lây nhiễm, mất an toàn cho bệnh viện, người bệnh, khu di tích quốc gia. Trong đó, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng nằm trong khu quy hoạch này cùng quan điểm là giữ đất cho y tế. Đến ngày 18 tháng 4 vừa qua, từ ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc thống nhất với Sở Y tế, ba bệnh viện bị ảnh hưởng quy hoạch trên. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có công văn gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban Nhân dân quận 5 tiếp tục có ý kiến về việc đường cao đạt dự phóng qua khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải cho rằng, đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến đường cao đạt dự phóng của Ủy ban Nhân dân quận 5 nhằm phù hợp với mục tiêu điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực y tế là có thể xem xét. Sở Giao thông Vận tải một lần nữa đề nghị quận 5 trong quá trình ra soát, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch, cần nghiên cứu hạn chế ảnh hưởng đến mục tiêu kết nối giao thông do việc điều chỉnh quy hoạch, như xây dựng kế hoạch ưu tiên mở rộng hoàn chỉnh lộ giới các đoạn tuyến cao đạt từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Biểu và tuyến Nghĩa Thục từ Huỳnh Mẫn Đạt đến Nhiêu Tâm, đánh giá tổng thể năng lực thông hành hệ thống giao thông khu vực, mức độ đáp ứng của hạ tầng giao thông để cơ quan có thẩm quyền đủ cơ sở xem xét quyết định. Như vậy, kể từ khi có quyết định quy hoạch đến nay đã 15 năm trôi qua, dự án xây mới khoa khám bệnh của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vẫn còn treo. Đáng lo hơn, theo lãnh đạo bệnh viện này, việc xây dựng khu khám bệnh Bệnh viện nhiệt đới khó có thể xong trong một ngày, hai ngày. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chia sẻ rằng, tôi chỉ còn 2 năm nữa là về hưu rồi, mong muốn các cơ quan có thẩm quyền giúp đẩy nhanh tiến độ để bệnh nhân có chỗ khám bệnh, cấp cứu tốt cho bệnh nhân. Tương tự, bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Giấy cho biết,
Dự án bệnh viện Chợ Giấy 2 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế phê duyệt năm 2015. Tên dự án là xây dựng bệnh viện Chợ Giấy hữu nghị Việt Nhật, cơ sở 2 bệnh viện Chợ Giấy, do bệnh viện Chợ Giấy làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư khoảng 6.900 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản khoảng hơn 6.057 tỷ đồng, vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam hơn 886 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2015-2025. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, cùng với các thủ tục liên quan tới quy hoạch, phòng cháy chữa cháy, vị trí bãi cất hạ cánh trực thăng, hạ tầng, xây tường rào, kè chắn đất, san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện thiết kế chi tiết cho dự án. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trí Thức, dự án chậm tiến độ do trong quá trình triển khai có nhiều nội dung. Các nội dung thay đổi như là thay đổi dây chuyền công năng của dự án, thay đổi thiết kế cơ sở, thay đổi quy hoạch chi tiết 1/500, thay đổi nhà thầu thiết kế, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Dự án còn gặp khó khăn do chính sách về đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi, ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngoài ra còn do liên danh nhà thầu nước ngoài cập nhật thay đổi về chính sách, chủ trương của nhà nước chậm. Do vậy, Bệnh viện Chợ Giấy đề xuất tăng cường thúc đẩy phối hợp nhà thầu tư vấn thiết kế mới phía Nhật Bản để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế chi tiết. Dự kiến cuối năm 2023 mới khởi công xây dựng Bệnh viện Chợ Giấy, thời gian xây dựng 2 năm. Bệnh viện mong muốn sớm xây dựng, đưa vào sử dụng để góp phần thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và chiến lược phát triển ngành y tế. Điều này góp phần thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện trong nội thành, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn. Cao tốc không thể rùa bò. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 khai mạc tại thủ đô Hà Nội vào ngày 23 tháng 5, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét công tác xây dựng luật, xem xét quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông quan trọng, gồm dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Cùng với việc củng cố, nâng cấp hệ thống đường giao thông đường bộ hiện có, xây dựng các tuyến cao tốc là đòi hỏi tất yếu để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian qua, tại một số vùng đã hình thành những tuyến cao tốc góp phần tích cực vào phát triển hạ tầng giao thông, làm thay đổi rõ nét bộ mặt của địa phương nơi có đường cao tốc đi qua. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng cao tốc nói riêng và đường giao thông nói chung vẫn là một chuyện rất đáng bàn. Nghị quyết Đại hội Đảng 11, Nghị quyết 13 vào tháng 1 năm 2021 cũng đã xác định hệ thống kết cấu hạ tầng ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, là điểm nghẽn của quá trình phát triển. Trong khi đầu tư hệ thống đường bộ cao tốc lại là một trong những động lực quan trọng để phát triển đất nước. Theo quy hoạch đến năm 2020, Việt Nam có 22 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 5.870 km. Nhưng đến hết năm 2021 mới có 1.160 km, đạt xấp xỉ 20%. Việc xây dựng đường cao tốc được đặt ra từ những năm 2000 trong bối cảnh hệ thống quốc lộ, đặc biệt là quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và một số tuyến quốc lộ huyết mạch khác đã xuống cấp. Tại phía Nam, phương tiện đi lại từ thành phố Hồ Chí Minh về đồng bằng sông Cửu Long khó khăn, thường xuyên kẹt xe trên quốc lộ 1, cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, tháng 12 năm 2004, tuyến cao tốc đầu tiên của cả nước ở phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương khởi công. Tiếp đó là tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình ở phía Bắc khởi công vào tháng 1 năm 2006. Lần lượt các tuyến cao tốc khác cũng được khởi công. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải, tốc độ xây dựng cao tốc ở Việt Nam mới đạt bình quân 74 km mỗi năm. Đáng chú ý, quá trình xây dựng cao tốc đã nảy sinh nhiều bất cập. Trước hết, đó là những tiêu cực trong quá trình thi công dẫn đến chất lượng công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hẳn nhiều người chưa quên là vào chiều ngày 6 tháng 12 năm 2021, sau 2 tuần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. 36 bị cáo trong vụ án này đều phạm tội, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tất cả các bị cáo đều đã phải nhận những mức án xứng đáng. Riêng hai phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi là Nguyễn Mạnh Hùng, 7 năm tù và Lê Quang Hào, 6 năm tù. Về việc chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân nổi rõ là việc đền bù giải phóng mặt bằng. Tại nhiều nơi, do việc nhà thầu đền bù không thỏa đáng, dẫn tới việc người dân không chấp nhận, không di rời, gây ách tắc trong thi công. Mặt khác, việc tái định cư cho những hộ dân phải di rời cũng không được thực hiện tốt. Có thể nêu ví dụ, dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình dài 126 km, phải tái định cư cho 653 hộ dân của 6 huyện, thành phố, thị xã.
Tuy nhiên, đề xuất diện tích tái định cư tập trung từ 60m2 đến 120m2 là quá nhỏ. Vì vậy, chính các sở ngành liên quan đã phải đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo nâng mức tối thiểu diện tích là 200m2 đến 300m2 cho mỗi hộ tái định cư. Con số chênh lệch là rất lớn, nếu không được chấp thuận thì người dân rất thiệt thòi. Thực tế cho thấy trong việc giải phóng mặt bằng rất cần thiện chí từ phía nhà thầu để có được sự đồng thuận của người dân, cùng đó là sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương nơi có cao tốc đi qua. Trong quá trình thi công, cần có sự giám sát của các cơ quan chức năng và cũng rất cần có sự giám sát của địa phương, của người dân để hạn chế thấp nhất tiêu cực, đảm bảo chất lượng tuyến đường. Nay với việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 xem xét quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông quan trọng. Thiết nghĩ những tồn tại ở các dự án trước đó cần được đánh giá lại để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng giao thông đường bộ nói chung và các tuyến cao tốc, các tuyến vành đai đô thị lớn được thông suốt, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội đất nước và đời sống người dân. Bình quân mỗi người dân gánh trên 35 triệu đồng nợ công năm 2020. Thưa quý vị, số nợ công có xu hướng tăng dần qua các năm, khi năm 2020 là 35,1 triệu đồng một người. Song nhờ kiểm soát tốt bộ chi và cơ cấu lại nợ công, tỷ lệ này đã giảm mạnh từ mức là 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống còn 55,2% GDP cuối năm 2020. Chiều ngày 23 tháng 5, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 xin ý kiến Quốc hội xem xét phê chuẩn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho hay, tổng số thu ngân sách là 2,27 triệu tỷ đồng, tổng chi ngân sách là 2,35 triệu tỷ đồng. Quyết toán bộ chi ngân sách nhà nước là 216.405 tỷ đồng, thấp hơn so với mức bộ chi mà Quốc hội cho phép là 368.300 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá việc phân bổ và sử dụng ngân sách có nhiều đổi mới khi khoản chi đầu tư cho phát triển đã đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, kế hoạch là 2 triệu tỷ đồng, ưu tiên thực hiện các chủ trương định hướng lớn về an sinh xã hội, đảm bảo nhiều lĩnh vực quan trọng. Bộ chi ngân sách được quản lý, điều hành chặt chẽ với 3,37% giảm so với giai đoạn trước. Nhờ kiểm soát bộ chi và cơ cấu lại nợ công, tỷ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020. Tuy nhiên, trong báo cáo kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sĩ Thanh lưu ý, việc lập dự toán thu ngân sách chưa sát với khả năng nguồn thu, đặc biệt là thu từ tiền sử dụng đất, dự toán chỉ bằng 72% so với ước thực hiện. Hay dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng không sát, nên số phải hoàn toàn vượt dự toán. Dự toán chi cho đầu tư phát triển cũng phải điều chỉnh 3 lần về kế hoạch vốn, vẫn có trường hợp sao kế hoạch vốn chậm, điều chỉnh nhiều lần, chưa phù hợp quy định, chưa bố trí đủ, thậm chí không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán cho một số dự án đã hoàn thành. Còn tình trạng giao dự toán chi thường xuyên phân bổ chưa đầy đủ cơ sở, không phân bổ hết dự toán theo quy định. Trong khi đó, một số khoản thu từ sản xuất kinh doanh đều hụt. Khoản thu từ các doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 37,1% so với dự toán. Về nợ công, báo cáo kiểm toán cho hay, dư nợ công đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 3,52 triệu tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019, bằng 55,94% so với GDP, dưới mức trần 65% GDP. Cơ quan kiểm toán đánh giá, như vậy nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng một người, có xu hướng tăng qua các năm, khi năm 2018 là 31,69 triệu đồng một người, năm 2019 là 33,62 triệu đồng một người. Trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách do Phó chủ nhiệm Nguyễn Thị Phú Hà trình bày, cũng đề nghị chính phủ cần có đánh giá, làm rõ tồn tại hạn chế, đặc biệt với công tác lập dự toán thu tiền sử dụng đất hàng năm không sát, dẫn đến vượt thu lớn, bị động trong quản lý, không phát huy được hiệu quả đầu tư từ nguồn này. Đối với hoạt động chi đầu tư phát triển, báo cáo thẩm tra lưu ý những vi phạm trong phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư nguồn ngân sách, nên trong trường hợp quyết toán, nếu khoản chi nào không đúng quy định cần yêu cầu cắt giảm, hủy bỏ, thu hồi và xử lý, tập trung thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc thanh quyết toán. Vướng mắc hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn khẩn. Thưa quý vị, liên quan chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có công văn khẩn đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội tháo gỡ 5 vướng mắc. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh mới đây gửi công văn khẩn đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội sớm có hướng dẫn với 5 vướng mắc liên quan chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, thứ nhất, liên quan khái niệm người sử dụng lao động,
Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quyết định 08 thì quy định người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có thuê mướn, sử dụng lao động làm theo thỏa thuận. Điều này có thể hiểu là chỉ có doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Còn lại, với các loại hình như văn phòng đại diện, cơ quan tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng hỗ trợ. Thứ hai, về đối tượng và điều kiện thụ hưởng, theo quyết định 08, đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, đối chiếu quy định thì một số trường hợp đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, không phải đóng bảo hiểm xã hội, gồm người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng lương chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Chính vì vậy, chưa xác định rõ hai nhóm trên liệu có không thuộc đối tượng được hỗ trợ hay không. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hướng dẫn đối với đối tượng này để làm cơ sở cho cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận. Thứ ba, vướng mắc về phương thức chi trả và xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo đó, phương thức chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp hay người quay trở lại thị trường lao động là giống nhau, chi trả hàng tháng. Tuy nhiên, quy định của quyết định 08 nêu, đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể đề nghị bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Còn với người lao động quay trở lại thị trường lao động thì không có quy định xác nhận gộp. Doanh nghiệp vướng mắc, vậy họ có bắt buộc phải đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng, cho tháng tương ứng đề nghị hay vẫn được đề nghị gộp tháng? Thứ tư, về thời gian thực hiện chính sách, quyết định 08 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2022 và quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nêu thắc mắc, vậy việc xác định thời gian người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà khi đủ điều kiện theo quy định kể từ ngày quyết định 08 có hiệu lực hay được hỗ trợ bắt đầu từ tháng 2, tháng 3? Do Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn lao động đang làm việc, có thuê mướn nhà trọ nên cần xác định đúng thời gian được hỗ trợ để bố trí ngân sách thực hiện chi trả chính xác. Thứ năm, theo quy định, trong 2 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban Nhân dân thì doanh nghiệp phải chi ngay cho người lao động. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nếu không quy định thời gian thực hiện quyết toán có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lưu giữ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ để sử dụng các nội dung khác nhau trong thời gian ngắn, dẫn đến việc chậm chi trả cho người lao động. Đồng thời, quyết định 08 không đề cập đến việc xử lý vi phạm nếu người sử dụng lao động chậm chi cho người lao động. Chính vì vậy, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hướng dẫn cụ thể để thống nhất quy định về hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ thời gian thực hiện của người sử dụng lao động. Gói 6.600 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân, người lao động dự kiến sẽ chi trả hơn 3,4 triệu người lao động cả nước. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 1,1 triệu người lao động thụ hưởng. Dự trù kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng. Dù số lượng người lao động cần được hỗ trợ rất lớn, nhưng đã gần 2 tháng trôi qua, đến nay hồ sơ gửi về Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất ít. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ nhận, xác nhận hồ sơ cho trên 1.400 doanh nghiệp và trên 15.000 lao động, tức chiếm hơn 0,01%.